Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trần Ngọc Bảo Uyên, mình học lớp 3B, trường tiểu học Cửa Nam 1. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, mình xin gửi đến các bà, các mẹ, các cô và các bà nữ một bài hát Mẹ yêu nhé. Chúc các bạn một ngày lễ thật vui vẻ và ý nghĩa. Bé